Vâng, chào mừng các bạn đã đến với vòng 4 giải lập giữa hai đội Manchester City và đội Fulham trên khuôn khổ game FIFA 21. Ngày hôm nay đội Manchester City trong trang phục áo xanh, quần xanh và đội Fulham trong trang phục sọc đỏ đen. Manchester City đang là đội dẫn đầu bảng xếp hạng của giải Hoàng Anh mùa này và Fulham là người đang đội ở đứng cuối bảng. Ngày hôm nay thành phần của đội Manchester City gồm có số 17 là Kevin De Bruyne là băng đội trưởng. Pep Guardiola là huấn luyện viên chính thức của Manchester City ở mùa này. Thành phần của đội Manchester City gồm có Mo Madison, hậu vệ Sancho, Stone, Diaz, Kessenko, trung vệ De Bruyne, Rodri, Gundogan và tiền vệ Mazes, Seraschuk, Foden. Bên phía Fulham gồm có thủ môn Arreola, hậu vệ Tele, Anderson, Adebayo, Arina, trung vệ Lemina, tiền vệ Ray, Jess, Lookman và tiền đạo Cavalero. Như vậy thì trận đấu được bắt đầu và Manchester City là người dẫn bóng trước. Bảo vệ còn bên cánh trái trong trang phục áo xanh quần trắng và Fulham là những người trong trang phục toàn đỏ bảo vệ cầu môn bên cánh phải. Jarus rất khéo, bóng vẫn không chân các cầu thủ đội Manchester City, không được một đường chuyền ngang thiếu lực của Jarus. Tele rất nguy hiểm. Như vậy Fulham chính là những người có cú uy hiếp khung thành đầu tiên ở hiệp một này, nhưng rất tiếc bóng đã đi ra ngoài. Thủ môn bên phía Manchester City là những người thực hiện quả đá phạt góc, phát bóng lên De Bruyne. Không được. Tuyến giữa của Fulham ngày hôm nay chơi rất chắc chắn. Loftus-Cheek vẫn là Loftus-Cheek, qua được một hậu vệ bên phía City. Rất may mắn là Diaz, hậu vệ của City, đã kịp thời chắn bóng. Jesus rất khéo, bóng vẫn còn trong sân. Không được. Gundogan đã có cú dứt điểm ở một cái góc rất hẹp, bóng đã đi vào tầm giới của thủ môn bên phía Fulham. Dứt điểm lại không vào, liên tiếp là hai pha khu dứt điểm liên tiếp bên phía Manchester City. Lemina Ekova. Trận đấu ở nửa đầu hiệp 1 này tương đối là tẻ nhạt. Hai đội chơi với thế trận thăm dò và chưa có những tình huống uy hiếp khung thành nguy hiểm nào. Rất hay, De Bruyne. Vâng, như vậy là có bàn thắng đầu tiên cho Manchester City ở hiệp thi đấu thứ nhất này ở phút thứ 17.
chỉ từ hai pha đá đập nhã, Manchester đã có được bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở hiệp 1. Kevin De Bruyne, bàn thắng đã tới với Manchester City ở phút thứ 19. Như vậy thì trận đấu được tiếp tục và Fulham là người giao bóng. Cavaredo không được quang hô Rudy. Rudy đã bôi lùi về kịp thời để cắt được đường đi bóng của Cavaredo. Saros kịp không? Một phút lộn xộn trước khung thành của đội Fulham. Với một bàn thắng cách biệt mong manh như thế này thì Man City vẫn chưa Ekowa. Rodri, De Bruyne, Ivan Cavaleiro. Here's Ademola Lookman. Chance to do damage. And he takes it on. Anderson. Bóng đã đi vào tay thủ môn Anderson, rất nguy hiểm. Một pha phát bóng lên ẩu thả của họ thủ môn bên phía Man City. Rất thoáng. Gundogan đã để mất bóng. Rất tiếc thưa các bạn, một pha volley đẹp mắt bên phía Fulham. Nhưng bóng đã đập vào chân của hậu thủ môn bên phía Man City. Một cơ hội rất đáng tiếc đã được qua. Gabriel Jesus. It's with Gundogan. Losing possession here. Good looking ball. There could be a chance now. Opportunity it is. Rất nguy hiểm, đối mặt. Vâng, như vậy là có bàn thắng. Quân bành cách biệt xuống còn một đều cho Fulham. Man City đã tạo được một thế trận vượt trội, nhưng những phút vừa ra họ đã trùng xuống và để đánh mất cái cơ hội dẫn trước của mình. Có tới 3 tiền vệ bên phía Fulham vượt lên. Vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt của Pep Guardiola với tình huống vừa rồi. Amelora Glucksmann là người đã có công rút ngắn cách biệt xuống còn một đều. Man City bắt đầu thực hiện quả giao bóng từ giữa sân. De Bruyne. Trận đấu đã bước vào phút thứ 38 của hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số trên sân là một đều. Đây là game giả lập FIFA 21 vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Mahrez. Saros rất thoáng. Làm gì đây? Phạm lỗi rồi. Như vậy là các bạn đã phạt đền cho Man City đó các bạn. Một pha đốn người trong vòng cấm của số 16 bên phía Fulham. Một pha xử lý vụng về của Tosin. Với một cái bề dày kinh nghiệm của Tosin, anh lại không quyết đoán trong tình huống vừa rồi và đã tạo cho Man City một tình huống trước vòng 16m50. Đứng trước bóng là De Bruyne. Không vào. Ôi thật đáng tiếc.
Thủ môn bên phía Fulham đã đón được hướng bóng. Anh đã ngã về phía bên phải và gọn gàng đẩy bóng ra ngoài. Đội trưởng bên phía Man City đã không vượt qua được áp lực tâm lý trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì Man City được hưởng quả phạt góc bên phía cánh phải. Rất may mắn cho Fulham. Casalo, Corset, phạm lỗi nữa rồi. Lại là một pha phạm lỗi, lần này là số 5 bên phía Fulham. Một chiếc thẻ vàng được rút ra. Tình huống đá phạt là rất nguy hiểm trước vòng cấm bên phía thủ thành Fulham. Trận đấu đang rất kịch tính thưa các bạn. Liên tiếp là những pha phạm lỗi. Tiếp tục là De Bruyne đứng trước bóng. Trận đấu đã bước vào phút thứ 45 và trọng tài đã cho bù giờ thêm 3 phút. Làm gì đây? Rất đẹp mắt. Một pha cầu bóng bổng vào phía góc xa khung thành bên phía Fulham. Nhưng rất tiếc, thủ thành bên phía Fulham đã quá xuất sắc đón đúng hướng bóng. Bây giờ thì Fulham tổ chức phản công. Loftus-Cheek không được, hoan hô Stone. Hậu vệ bên phía Man City đã kịp thời lùi về. Vâng, như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1 giữa hai đội Manchester City và đội Fulham trong khuôn khổ vòng 4 giải lập FIFA 21. Kết thúc hiệp 1 này, hai đội tạm thời hòa nhau với tỷ số 1-1 và chúng ta còn nghỉ phút để bước vào hiệp 2. Potentially exciting 90 minutes here, and Manchester City get the ball rolling. And it's played into the centre. Well, really rifling that one in, and he didn't miss by much. He has time to play it over. Insufficient accuracy with the head early. Yeah, he got there as well. It was all about could he get it on target, but when you see how far he missed. Well, it could be on for him here. And Kevin De Bruyne with the goal. And what a boost that will be for his side. Opportunity it is. It's got to be. And a goal to level this contest. All even. And that is when you need your goalkeeper. Gabriel Jesus. And the referee decided that intervention was illegal and cautionable. Kết thúc hiệp 1 này thì hai đội tạm hòa nhau với tỷ số 1-1 và chúng ta cùng bước vào hiệp 2. Ở hiệp 1 thì Fulham là những người chơi yếu thế hơn và họ đã có hai pha xử lý thiếu kiềm chế để dẫn tới một quả phạt penalty và hai chiếc thẻ vàng. Nhưng rất tiếc là trung vệ đội trưởng bên phía Man City đã không tận dụng thành công quả penalty để tạo khoảng cách cho đội Man City. Rất hay, Mahrez. Không được. Really well played pass. Ivan Cavaleiro. Việc vị rồi thưa các bạn. Man City được hưởng quả đá phạt từ dưới khung thành. Stone, De Bruyne. Bruyne ngày hôm nay chơi dưới sức của mình, mặc dù anh với vai trò là nhạc trưởng của đội bóng.
lại mất bóng rồi. Loftus-Cheek. The delivery. Well, couldn't keep it. Diaz. Gundogan. And now Kevin De Bruyne. Calero. Couldn't keep it. Dangerous looking attack. Tackling and winning the ball to Foden. Saros. Lại phạm lỗi thôi các bạn. Liên tiếp là 3 pha phạm lỗi. Các cầu thủ Fulham ngày hôm nay chơi rất là xấu và lại một chiếc thẻ vàng nữa rút ra. Lần này là André Franz Zambo, người mang áo số 29. Fulham có sự thay đổi người đầu tiên, số 15 rời sân vào thay là số 10 Tom Carey. Như vậy thì Man City cũng sẽ điều chỉnh đội hình để thích nghi với thế trận. Mình sẽ cho Sterling vào. Sterling là một cầu thủ rất có tố chất. Với tốc độ vượt trội và kỹ thuật thì tuyệt vời. Silva. Mahrez. Zinchenko. Vâng, như vậy thì Man City có 3 sự thay đổi người liên tiếp. Số 26 rời sân, số 14 vào thay và số 11 rời sân. Trận đấu được tiếp tục và Man City là người được hưởng quả đá phạt từ giữa sân. Rudy. Gundogan. Cancelo. Rất thoáng, chọc khe, dứt điểm. Không qua được cái chân thần thánh của thủ môn bên phía Fulham. Lucan, Foden. Mở biên rất thoáng. Foden đã không theo kịp. Hậu vệ TT bên phía Fulham đã kịp thời lùi về để cắt được đường chuyền. Calero. De Bruyne. Ôi, lại phạm lỗi nữa các bạn. Không có tiếng còi vang lên. Rusman. Fulham lên tổ chức phản công. Làm gì đây? Cú dứt điểm rất hiểm hóc nhưng bóng đã đi chệch khung thành. Tiếp tục là sự thay đổi người thứ hai bên phía Fulham, số 17 rời sân vào thay là số 9. De Bruyne đã bị chấn thương rồi. Có vẻ như là pha song sáo quy tranh chấp bóng ở giữa sân đã làm cho De Bruyne chấn thương. Nhưng bây giờ Man City đã không còn quyền thay đổi người. Nên rất hay. Không qua được hàng hậu vệ cực kỳ chắc chắn và tốc độ của Fulham. Trận đấu đã bước vào phút thứ 70 của hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số trên sân vẫn là 1-1. Không được rồi, tình huống việt vị rất rõ ràng của tiền vệ bên phía Fulham. Một pha chạy không bóng, thiếu quan sát. Ok, bây giờ mình sẽ không được, rất nguy hiểm, một pha chuyền hết sức ẩu thả của hậu vệ bên phía Man City.
Now, far from the ideal pass, you've got to say. Silva. Gundogan. Gundogan. No. Ôi, thật tiếc quá. Bóng vẫn còn trong chân các cầu thủ Man City. Làm gì đây? Celine. Celine đã biệt vị thôi các bạn. Mặc dù vào sân ở hiệp 2 nhưng Sterling vẫn chưa để lại dấu ấn nào đặc sắc cho đội hình bên phía Man City. Given away by City. Foden. Trận đấu đã bước vào phút thứ 75 của hiệp thi đấu thứ hai và tỷ số trên sân vẫn là 1-1. Đây là game FIFA 21 được giả lập vòng 4 giải ngoại hạng Anh giữa hai đội Man City và đội Fulham. Lại là một pha sự thay đổi người bên phía Fulham. Số 18 rời sân và thay là Harrison Ritz, số 21. Như vậy là Fulham và Man City đều có 3 sự thay đổi người. Dường như ngày hôm nay Pep Guardiola đã hết phép. Đội hình Man City đã như mơ ngủ. Không được. Fulham tổ chức phản công. Stone. Rodri. Diaz. Sterling vào sân nhưng anh vẫn chưa có được dấu ấn nào rõ nét. Lại mất bóng nữa rồi. Tuyến giữa của Man City ngày hôm nay chơi rất là lỏng lẻo. Các cầu thủ bên trên khán đài đã hết sức kiên nhẫn. Stone, Diaz, Rodri, Gundogan. João Cancelo. And now Kevin De Bruyne. De Bruyne. Gundogan. Gundogan đã xuống thể lực rồi. Sterling. Foden. Rất hay. Sterling. Đánh đầu không được. De Bruyne. Tiền vệ chạy cánh người Jamaica không được. Như vậy thì trận đấu đã bước vào phút thứ 90 của hiệp thi đấu thứ hai và trọng tài đã cho bù giờ thêm 4 phút. Lại là Sterling. Các cầu thủ Man City đã hết sức nóng vội trong những tình huống vừa rồi. Rodri. De Bruyne. Cơ hội cuối cùng. Sterling. Dứt điểm. Vâng, thưa các bạn, như vậy là quả có bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Cả khán đài dường như nổ tung với bàn thắng quyết định này. Không ai khác chính là Gundogan. Mặc dù anh đã bị chấn thương nhưng với một pha chạy chỗ thông minh, anh đã đệm bóng thành công vào góc xa không thành, đã giúp cho Man City có bàn thắng quý hơn vàng ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai này. Chúng ta cùng xem lại nào. Thủ thành bên phía Fulham đã lao người hết cỡ nhưng đã không chạm được tay vào bóng. Các cổ động viên trên khán đài đã nổ tung. Người hùng ngày hôm nay không chỉ ai khác chính là Gundogan, trung vệ người Đức.
Có vẻ như đây là những giây phút cuối cùng. Vâng, như vậy thì giọng đài đã gọi còi kết thúc 90 phút thi đấu giữa hai đội Manchester City và đội Fulham trong khuôn khổ vòng 4 giải lập giải Ngoại hạng Anh trên game FIFA 21 trên hệ máy PlayStation 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Well, that was a really, really good performance from the lad, and a goal to boot. Really delighted with that goal, I'm sure he is. Potentially exciting 90 minutes here, and Manchester City get the ball rolling. And it's played into the centre. Well, really rifling that one in, and he didn't miss by much. He has time to play it over. Insufficient accuracy with the header, Lee. Yeah, he got there as well. It was all about could he get it on target, but when you see how far he missed. Well, it could be on for him here. Kevin De Bruyne with the goal, and what a boost that will be for his side. Opportunity it is. It's got to be. And a goal to level this contest. All even. And that is when you need your goalkeeper. Gabriel Jesus. And the referee decided that intervention was illegal and cautionable. Oh, without question. The referee has dished out a yellow card here. Well, it's not malicious, it's just clumsy. Kearney. And a powerful effort, but just lacking accuracy. Yeah, narrowly wide, Derek. Decent effort, he smashed it. And a useful cross. And it's positive from Manchester City. Is it in the cards for them to score a late winner? Chances on. There it is! A fantastic goal, and no wonder he's off celebrating.